mưa dông ở Nam Bộ vẫn tập trung nhiều vào chiều tối. Bởi vậy, những khoảng ngay lúc này thì không khí sáng vẫn dịu mát. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh đang là 26 độ. Nắng sẽ duy trì đến khoảng 3 giờ chiều. Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc. Mức nhiệt cao nhất 33 đến 34 độ. Cần Thơ và các nơi khác 31 đến 32 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay nắng cũng khá mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33 độ. Cùng với đó, chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV dự báo cũng ở mức rất cao. Đến chiều tối, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Lượng mưa có thể không lớn nhưng dễ đi kèm dông gió giật mạnh.